Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu cho những Pokemon mà các bạn yêu thích. Trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Pokemon cực kỳ mạnh mẽ với dòng điện mãnh liệt đại diện cho tương lai. Đó chính là sự xuất hiện của Miraidon. Là một trong những sinh vật đến từ tương lai được nhắc đến trong cuốn Violet Book, Miraidon được coi là một phiên bản nâng cấp từ Cyclozar của một dòng thời gian khác, với tên gọi khoa học của nó là Iron Serpent. Được mang đến dòng thời gian trong thế giới Pokemon bởi giáo sư Turo, Miraidon là một Pokemon đặc biệt mạnh mẽ hơn các Paradox Future khác. Sức mạnh của Miraidon được biết đến là mang những dòng điện cực kỳ khổng lồ, có thể đánh bại những đối thủ mạnh nhất. Và sự ảnh hưởng đến từ sức mạnh của Miraidon cũng có thể giúp tăng cường sức mạnh của các Paradox Future khác. Qua những giai thoại trên từ Violet Book, liệu Miraidon có phải là một gương mặt sáng giá, chớp nhoáng để cạnh tranh với những huyền thoại cũ hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về sức mạnh của chú rồng điện này trong phần tiếp theo của video. Tổng quan về sức mạnh. Là một Pokemon đại diện cho sức mạnh đến từ tương lai, Miraidon có thể phóng ra những dòng điện cực kỳ to lớn, có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì với tốc độ chớp nhoáng. Sức mạnh của Miraidon lại càng được khẳng định hơn qua những chỉ số cơ bản như sau. Với khả năng công đặc biệt và tốc độ là điểm mạnh nhất của Miraidon, điều này giúp cho Miraidon có thể tung ra những đòn tấn công cực kỳ nhanh để dứt điểm những đối thủ nào không kháng chịu hệ điện. Ngoài ra, khả năng trụ sân vẫn được đảm bảo nhờ vào việc phân bố chỉ số phòng thủ đều ở mức khá trở lên, giúp cho Miraidon vừa có khả năng tấn công đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ, vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và khả năng phòng thủ của bản thân. Về đặc tính thì Hadron Engine khi kích hoạt sẽ triệu hồi môi trường điện. Trong môi trường điện thì khả năng tấn công đặc biệt của Miraidon cũng được tăng thêm 33%. Đây là một đặc tính cực kỳ mạnh mẽ được sử dụng bởi Miraidon. Nó sẽ không những ban lại các khả năng tăng cường 33% sức mạnh, mà còn là những tác động đến từ môi trường điện, như việc những Pokemon sẽ không bị ru ngủ khi đang đứng trong môi trường này. Còn các chiêu thức hệ điện có thể tăng thêm 30% sức mạnh. Từ những khả năng mà đặc tính này mang lại cho Miraidon, thì sức công phá của Pokemon này sẽ là 135 điểm tấn công đặc biệt, cộng thêm 63% sức mạnh gia tăng, khoảng 220 điểm tấn công đặc biệt, và sẽ còn gia tăng thêm khi tính vào khả năng tăng cường từ Terastallize và gia tăng sức mạnh từ Staff của những chiêu thức cùng hệ. Với những sức mạnh này thì Miraidon hoàn toàn có thể thiêu rụi bất kỳ đối thủ nào không kháng lại dòng điện của bản thân. Về hệ của Pokemon, mang song hệ điện và rồng giúp cho Miraidon giảm sát thương phải nhận từ lửa, nước, cỏ, bay và sắt, và đặc biệt là giảm 4 lần sát thương từ các chiêu hệ điện. Nhưng song hệ này cũng sẽ đồng thời khiến nó bị khắc chế bởi băng, đất, rồng và tiên. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon thì ta có thể thấy sức mạnh của Miraidon là cực kỳ lớn ở mạng tấn công đặc biệt cùng với tốc độ cao, và còn hơn thế nữa là gia tăng sức mạnh nhờ đặc tính độc quyền của bản thân, nên khả năng tấn công của Miraidon lại càng được tăng cường thêm. Điểm mạnh hay cũng là điểm yếu của Miraidon chỉ duy nhất nằm ở chuyện là song hệ. Pokemon này dù kháng được khá nhiều hệ nhưng lại bị khắc chế bởi 4 hệ, trong đó đều là những hệ có những Pokemon khá mạnh đang được sử dụng trong đấu trường hiện nay. Tuy nhiên, điều này sẽ không phải là bất lợi quá lớn vì đã có cơ chế Terastallize giúp cho Miraidon giảm đi những điểm yếu trên. Qua những thông tin trên về sức mạnh, cũng như là những điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon này, tụi mình sẽ đưa ra lối chơi tiên phong, dẫn đầu đội hình và gây sát thương lớn đối với đối thủ, cùng lúc đảo ra vào sân hợp lý, giúp đồng minh ra sân và nhân cơ hội tấn công đối thủ. Lúc này thì đồng đội sẽ đảm nhiệm vai trò cấu rỉa, tấn công, chờ đến lúc hợp lý thì Miraidon sẽ ra sân để dứt điểm trận đấu. Về đồng đội đi cùng, với lối chơi kể trên thì tụi mình sẽ đưa ra những Pokemon sau đây để hỗ trợ tấn công. Crimsnow là một Pokemon hỗ trợ và quấy rối cực kỳ hiệu quả nhờ vào đặc tính Prankster của bản thân, cũng như những chiêu thức cực kỳ hữu dụng mà Pokemon này có thể học được như là Reflect, giúp bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương vật lý phải nhận trong đấu đôi trong vòng 5 lượt. Light Screen cũng giúp bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương đặc biệt phải nhận trong 5 lượt. Khi mang trang bị Light Clay thì hiệu quả của hai chiêu trên sẽ tăng từ 5 lượt thành 8 lượt. Lưu ý thì chiêu này sẽ bị phá bỏ bởi những đối thủ dùng chiêu thức như là Brick Break, Psychic Fang hoặc là Defog. Chiêu Thunder Wave để quấy rối đối thủ, nhất là những đối thủ có tốc độ cao, khi dính chiêu thức này sẽ bị giảm 50% tốc độ. Fairy Grass là Pokemon hỗ trợ và quấy rối chống lại những đội hình sử dụng chiêu ưu tiên nhờ vào đặc tính Armor Tail. Ngoài ra, Fairy Grass còn là sự lựa chọn cần thiết khi đối đầu với những đối thủ có tốc độ cao hơn bằng việc sử dụng được Trick Room để giành lấy lợi thế về tốc độ cho bản thân và đồng minh. Thunder Wave để quấy rối đối thủ, nhất là những đối thủ có tốc độ cao, khi dính chiêu này sẽ bị giảm 50%. Fairy Grass cũng sẽ dùng chiêu thức này
Khi trên sân có đối thủ sử dụng chi ưu tiên, thì đặc tính của Fury Grab sẽ chống lại tụi nó. Helping Hand giúp tăng thêm 50% sát thương cho các chiêu thức mà đồng đội sắp tung ra. Iron Hands là Pokemon sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý chính trong đội hình. Vì là một Pokemon Paradox tương lai, Iron Hands có thể tăng cường sức mạnh từ môi trường điện mà Mirrodon tạo ra. Qua đó những đòn tấn công của Iron Hands sẽ cực kỳ mạnh. Với chiêu Fake Cao, khi đối thủ bị choáng và không thể thi triển chiêu thức, tạo ra cơ hội tấn công cho đồng minh. Trend Punch, đòn tấn công hệ giác đấu vừa gây sát thương, vừa giúp hồi phục sinh lực, giúp cho Iron Hands trụ sân tốt hơn. Wild Charge, đây sẽ là đòn tấn công gây sát thương cực lớn nhờ ảnh hưởng từ môi trường điện. Iron Head hay là Heavy Slam sẽ là đòn tấn công mang hệ sắt thép, giúp đối đầu với những đối thủ hệ tiên khắc chế Pokemon này. Whimsicott sẽ là Pokemon hỗ trợ khi gặp những đối thủ thuộc dạng tốc độ cao. Whimsicott sẽ có thể tạo ra lợi thế về tốc độ cho đồng minh, giúp cho Mirrodon cũng như là những Pokemon trong đội hình có lợi thế về tốc độ hơn. Tailwind, trong 4 lượt, Pokemon sử dụng và các thành viên trong nhóm sẽ được tăng gấp đôi tốc độ. Encore sẽ là chiêu thức quấy rối cực kỳ hiệu quả, đôi khi sẽ là yếu tố quyết định chiến thắng, khiến cho Pokemon của đối thủ sẽ xài lại chiêu đã xài trước đó trong vòng 3 lượt. Urshifu sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý thay cho Iron Hands trong tùy những tình huống nhất định, vì Urshifu có khả năng tấn công chí mạng và khả năng đánh xuyên các tường bảo vệ nhờ vào đặc tính của bản thân, nên Urshifu ở cả hai dạng sẽ là lựa chọn trong những tình thế gặp phải đối thủ sử dụng tường chắn bảo vệ hoặc là gia tăng phòng thủ. Wicked Blow hay là Surging Strike sẽ là những chiêu thức tấn công chính của từng dạng Urshifu, gây ra sát thương chí mạng lên đối thủ và bỏ qua các lợi thế về phòng thủ. Sucker Punch hoặc là Aqua Jet sẽ là những chiêu thức ưu tiên của từng dạng Urshifu khác nhau. U-Turn hoặc Big Break và Close Combat sẽ là những chiêu thức đảm nhiệm vai trò tùy theo từng lối chơi mà các nhà huấn luyện muốn sử dụng. Về chiến thuật tác chiến, như lối chơi đã kể trước đó, chiến thuật dành cho Mirrodon sẽ là để Mirrodon ra sân cùng lúc với lại Fury Grab hoặc là Whimsicott, tùy thuộc vào hướng đánh của đối thủ. Ở đây chúng ta sẽ có hai hướng đánh khác nhau. Nếu đối thủ có tốc độ cao hơn, chúng ta sẽ để Mirrodon ra sân cùng với lại Fury Grab. Khi đó Fury Grab sẽ dùng chiêu Trick Room để lấy lợi thế về tốc độ cho đồng minh. Cùng lúc thì Mirrodon sẽ tấn công cũng như đảo về để đưa Iron Hands ra sân, một Pokemon cực kỳ nhanh nhẹn trong Trick Room để có thể ra đòn tấn công đối thủ. Trong hướng đánh thứ hai, nếu chúng ta có lợi thế về tốc độ hơn so với Pokemon huyền thoại của đối thủ, thì chúng ta sẽ đưa Mirrodon ra cùng lúc với lại Whimsicott để tạo thêm lợi thế về tốc độ và tấn công đối thủ. Nếu thấy bất lợi thì Mirrodon sẽ đảo về để Urshifu ra sân, đối đầu và gây sát thương, hạ gục những đối thủ khắc chế Mirrodon trước, rồi sau đó hãy để Mirrodon ra sân cuối cùng để ra đòn kết liễu. Trong cả hai chiến thuật trên thì Mirrodon đều sẽ đảm nhận vai trò tiên phong, tấn công mở đường cho các đồng minh khác, cùng lúc đảo về để dứt điểm vào lúc cuối trận đấu. Còn Crimsnor sẽ là Pokemon hỗ trợ thứ hai ra sân, phù hợp thay thế cho hai Pokemon hỗ trợ là Whimsicott và Fury Grab để dựng tường chắn cũng như quấy rối những đối thủ trong cả hai hướng đánh trên. Về điểm yếu của chiến thuật, vì cả Mirrodon và Iron Hands đều phải ở trong môi trường điện để đảm bảo nguồn sát thương của mình hiệu quả nhất, nên nếu bị đối thủ đè lên bằng các môi trường khác thì sức mạnh từ những đòn tấn công của hai Pokemon này sẽ bị giảm đi đáng kể. Và cả ở trong hai hướng đánh trên, nếu các nhà huấn luyện không có những lựa chọn hướng đánh đúng thì sẽ tạo nên bất lợi cho chính bản thân mình, dẫn đến việc rất khó khăn trong chiến đấu. Về việc xây dựng sức mạnh, với lối chơi và chiến thuật kể trên thì chúng ta sẽ có những cách xây dựng sức mạnh như sau để mang lại nguồn sát thương cũng như là tốc độ tốt nhất cho Mirrodon. EVs, chúng ta sẽ nâng tối đa vào chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ, vốn là hai chỉ số chính của Mirrodon, để cho ra lượng sát thương và tốc độ tốt nhất. Về IVs, mảng này thì chúng ta sẽ nâng tối đa chỉ số trừ tấn công vật lý ra để tránh trường hợp bị confused hay là bị tấn công bởi chiêu foul play. Về đặc tính thì Hardened Engine sẽ là đặc tính chắc chắn được sử dụng bởi Mirrodon để giúp tăng thêm sức mạnh từ những chiêu hệ điện cũng như tạo lợi thế cho các Paradox tương lai và hưởng các hiệu ứng từ môi trường điện tạo ra. Về tính cách thì Modest tăng 10% công đặc biệt và giảm 10% công vật lý, giúp nó có đầu ra sát thương cực kỳ cao sau khi kết hợp với đặc tính. Timid tăng 10% tốc độ và giảm 10% công vật lý sẽ giúp cho Mirrodon có lợi thế hơn về tốc độ khi phải đối đầu với những đối thủ cùng tốc độ như là Corredon hay chính là Mirrodon bên đội hình đối thủ. Về hệ Terra thì Terra hệ điện sẽ mang lại nguồn sát thương lớn nhất dành cho Mirrodon, cộng với hiệu quả từ đặc tính và môi trường điện mang lại thì những đòn hệ điện được tung ra từ Mirrodon sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Về trang bị mang theo thì Choice Pack sẽ là trang bị giúp tăng thêm 50% sát thương công đặc biệt từ các chiêu thức mà Mirrodon tung ra. Đây sẽ là trang bị tốt nhất để có thể tối ưu sát thương. Tuy nhiên thì nó sẽ bị cố định một chiêu thức. Việc này sẽ gây bất lợi nếu gặp đối thủ kháng được chiêu thức đã chọn trước đó của Mirrodon. Magnet
sẽ giúp tăng thêm 20% sát thương từ các chiêu thức hệ điện. Tuy yếu hơn Joy Specs về mặt gây sát thương và chỉ có thể tăng sát thương của các chiêu hệ điện khi mà không bị ảnh hưởng bất kỳ tác dụng phụ nào. Điều này cũng giúp cho Mirrodon được đa dạng hơn trong việc sử dụng chiêu thức của nó. Về các tuyệt chiêu nên mang theo, thì Electro Drift sẽ là chiêu thức mang sát thương chính của Mirrodon, với việc sát thương sẽ được cộng dồn thêm 33% nếu tấn công những đòn siêu hiệu quả là đối thủ, bao gồm là hệ nước và bay. Volt Switch sẽ là chiêu thức cần thiết trong chiến thuật trên, giúp cho Mirrodon vừa gây sát thương, vừa có thể trở về bóng để đưa đồng minh ra sân. Draco Meteor sẽ là chiêu thức dùng để đối đầu với những đối thủ có thể khắc chế các chiêu thức hệ điện của Mirrodon. Tuy nhiên thì nó phải trả một cái giá khá đắt, đó chính là bị giảm 2 bậc tấn công đặc biệt. Protect sẽ là chiêu thức có thể mang theo khi sử dụng trang bị Magnet, giúp bảo vệ bản thân cũng như là dự đoán những bước đi của đối thủ. Dazzling Gleam, Discharge, Overheat, Power Jam sẽ là những chiêu thức tấn công có thể lựa chọn khi mang theo trang bị Joy Specs. Và tiếp theo đây là một trận thực hành chiến đấu để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về Mirrodon. Bên phía đối thủ đang có Indeedee và Ursaluna Blood Moon. Hai con này sẽ chắc chắn sẽ có diện trích room đó để có thể thắng được Mirrodon về tốc độ. Còn môi trường điện thì cũng giống với thời tiết, là con nào chậm hơn thì sẽ giành được lợi thế sân đấu cho mình. Cho nên chúng ta đang thấy là con Indeedee nó sẽ đè được môi trường tâm linh của nó lên trước. Việc tốt nhất bây giờ chúng ta cần làm đó chính là cho Mirrodon thoát khỏi cái tình thế như thế này. Chắc chắn có Ursaluna sẽ dùng chiêu hệ đất lên nó, cho nên là chúng ta sẽ rút về bóng. Không có ngu gì mà đứng đây hết. Sau đó thì cho một Pokemon nào đó chịu được chiêu Earth Power của nó. Đúng như dự đoán, Earth Power đã nhắm vào Crimsnow. Tính ra thì Crimsnow không sợ hệ đất nhưng mà bị rút còn một cốc xíu máu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Grand Punch vô con Ursaluna và khiến nó đang trong tình trạng hấp hối. Có vẻ như đối thủ sẽ xuống sát với chúng ta lượt này bằng Terra hình hệ hệ thường. Một là họ sử dụng chiêu Hyper Voice, hai là sử dụng chiêu Blood Moon. Indeedee cũng đã hút sát thương về phía mình để mở đường cho Ursaluna tấn công thành công. Còn Crimsnow sẽ dùng tường chắn bảo vệ để bảo vệ toàn đội hình khỏi những chiêu tấn công đặc biệt. Có vẻ như họ đang xuống sát với lại Iron Hands. Nhưng cũng may có tường chắn bảo vệ và trang bị Assault Vest nên chúng ta không đi bán muối quá sớm. Train Punch sẽ giúp cho Iron Hands hồi được một lượng máu nhất định. Và nhưng có vẻ Indeedee đang cầm theo Rocky Helmet. Lúc này thì Indeedee tiếp tục hút sát thương về phía mình, lại là mở đường máu cho Ursaluna Blood Moon dính biệt Iron Hands luôn. Có vẻ bộ đôi này đang khá mạnh, cho nên chúng ta phải cố gắng xử được con Indeedee. Và nhờ vào việc bị mất một phần sát thương bởi trang bị Life Orb mà Ursaluna cũng đã rời khỏi trận đấu. Lúc này thì chúng ta có vẻ chỉ cần xử Indeedee mà thôi. Và Crimsnow cũng đã bị phản đòn lại bởi Rocky Helmet mà Indeedee đang mang. Thế là trên sân không còn Pokemon nào cả. Chúng ta và đối thủ đều đang mất 2 Pokemon. Và 2 Pokemon cuối cùng của mỗi bên sẽ phân thắng bại. Nhưng tin vui là trên đấu trường lúc này không một ai có thể đè được môi trường điện của Mirrodon nữa. Cho nên chiến thắng vẫn đang hơi nghiêng về chúng ta một chút. Bên đối thủ đã có Iron Hands. Vậy thì chưa được mừng vội vì có vẻ Iron Hands của đối thủ có thể được hưởng lợi từ môi trường điện của Mirrodon. Và Lunala cũng là một Pokemon có thể giảm được một nửa sát thương khi còn đầy máu. Nên sát thương mà Mirrodon gây ra cho Lunala có vẻ sẽ không quá lớn trong lượt đầu. Khóa trai đã được kích hoạt. Lúc này nếu chúng ta không cố gắng dứt điểm con Iron Hands thì sẽ rất bất lợi với Mirrodon, vì khả năng trụ sân mảng vật lý của Mirrodon thật sự không quá cao. Bảo vệ Mirrodon lượt này và Fairy Grass sẽ tấn công vào Iron Hands để có thể cấu máu được bao nhiêu máu của nó càng tốt. Đối thủ thật sự đang dồn toàn lực để hạ Mirrodon trong một lần. Có vẻ không quá nhiều máu như chúng ta tưởng tượng. Hiện tại đang khá là căng thẳng, vì Mirrodon có dùng hết sức cũng không thể nào hạ được Lunala trong đòn này.
nhưng đòn sau thì có thể, nếu nó còn sống. Và nó đang xuất chiêu độc quyền. Chỉ cầu trời là Mirrodon có thể sống thôi. Ồ, không quá nhiều máu, không quá nhiều máu. Mãng thủ đặc biệt của Mirrodon vẫn là tia sáng cho chúng ta. Heavy Slam đã nhắm vào Ferrigrass, lấy được một nửa cái máu của nó. Nếu đợt này không dứt điểm được Lunala thì chúng ta sẽ thua. Và cuối cùng cũng thành công. Nếu Lunala không đầy máu thì sát thương của chúng ta vẫn giữ nguyên sức công phá. Và đòn cuối cùng này cũng sẽ tiễn được Iron Hands lên bảng phong thần. Mà một phần chiêu độc quyền của Lunala không quá ảnh hưởng lên Mirrodon, cũng là vì tường chắn bảo vệ lúc nãy của Crimsnow vẫn còn tác dụng. Nhờ vậy mà chúng ta đã vượt qua được tình thế bất lợi lúc nãy. Trận đấu kết thúc. Tổng kết, giống như với giai thoại là Pokemon trong tương lai của Mirrodon, nó hoàn toàn có thể là một Pokemon đại diện cho sức mạnh trong tương lai. Để đối đầu với những Pokemon huyền thoại từ trước đến nay, có thể tự tin rằng đây sẽ là gương mặt mới cực kỳ sáng giá để làm khuynh đảo thế giới Pokemon trong thời gian dài. Khi sử dụng Mirrodon trên đấu trường, tuy sẽ cần một số lưu ý để giúp sát thương của Pokemon này luôn đạt mức tối đa dồi dào nhất, nhưng đây vẫn sẽ là một Pokemon khá dễ để sử dụng với mức sát thương lớn, phù hợp với hầu hết các nhà huấn luyện. Chúng tớ sẽ đánh giá Mirrodon là 5 trên 5 sao cho những sức mạnh và khả năng mà Pokemon này có thể mang lại trên đấu trường. Ở trên là toàn bộ những thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon, cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp cho đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người muốn biết thì hãy góp ý với tụi mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên thì các nhà huấn luyện có thể đưa ra những Pokemon mà các bạn yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh những Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tỉ điểm VGC tuần sau. Bye!